ông Flavio Jacin Vacaros chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trước đó, ông đóng vai trò huấn luyện viên tạm quyền sau khi huấn luyện viên Paulo Vieri rời câu lạc bộ Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Flavio Jacin Vacaros sinh năm 1972 đến từ Hà Giang. Ông từng có 7 năm thi đấu tại Việt Nam trong màu áo của các đội Huda Huế, Bình Định và Navi Bank Sài Gòn. Đặc biệt ở mùa giải hạng nhất quốc gia năm 2008, Flavio từng đoạt danh hiệu vô phá lưới cùng câu lạc bộ Huda Huế với 18 bàn thắng. Trên cương vị là một huấn luyện viên tạm quyền, ông Flavio đã có những cống hiến và nỗ lực để tiếp tục đưa câu lạc bộ Công an Hà Nội tiến về phía trước. Đội bóng vẫn cho thấy sự tiến bộ qua từng buổi tập và thu về những tín hiệu tích cực trong trận đấu giao hữu trước khi V-League quay trở lại. Chính vì lẽ đó, ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Flavio vào vị trí huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đây được xem như quyết định đem đến sự tin tưởng khi đôi bên cùng có sự đồng thuận về tầm nhìn, về những mục tiêu ngắn và dài hạn để đưa đội bóng gặt hái những thành tích tốt nhất. Trong sự nghiệp cầm quân, ông đã từng dẫn dắt câu lạc bộ Magé FC tại Brazil trước khi nhận lời chuyển về làm huấn luyện viên trưởng của Gia Định FC.